Rồi, xin chào tất cả các anh em đam mê hàng bãi Nhật. Hôm nay mình về được 24 năm 5 cái cây dao phát hoang của Nhật. Thì mình sẽ giới thiệu tới cho tất cả các anh em thích hàng bãi, rồi đam mê hàng bãi một số cây dao ở đây mình mới về hôm nay. Đầu tiên là một cái cây dao đa năng, thép thì cũng tốt, thép thì cũng tốt lắm, thì còn rất là đẹp. Thì cái cây này đó, thấy chưa, cái cây này là cái cây để vừa đi phượt vừa đi dã ngoại, dã ngoại phượt và được làm được cá mà cũng có thể sinh tồn được luôn. Thì cái cây này nó tổng chiều dài là 25,5 cm, cái lưỡi là 14 cm, cái bề mặt của bản lưỡi là 2,7. Thì cái cây này nó dày dày 3 ly. Thì cái cây đầu tiên này mình bán giá là 200 ngàn, 200k, mã số 1, hôm nay là dao. Anh em nào có cái nhu cầu đi câu cá, đi dã ngoại hay là dùng cho những cái việc cá nhân gì đó thì cứ liên liên hệ để chốt giá, mà hình thức mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Cái dao đầu tiên là cây 200 ngàn. Cây thứ hai, dao thứ hai là một cái cây dao Nata, là cây dao phát hoang của Nhật. Hình thức thì còn đẹp cán, nó còn rất rất là đẹp luôn, còn rất là ok luôn. Cái dao này thì tốt lắm. Cái dao này là hàng thủ công, hàng thủ công của Nhật, thép thì cũng tốt, lưỡi thì cũng tốt, là đẹp, không có vấn đề gì hết. Cái cây này thì tổng cái chiều dài của nó là, tổng chiều dài của cây này là 40 cm, tổng chiều dài của cái cây này là 40 cm. Cái bản cái lưỡi của nó là nó dài nha, cây này dài á, thuộc dạng dài, thường là có 14 15 thôi. Cây này nó được tới 10 18 năm, gần 19 lần. Cái bản lưỡi của nó là 6 cm. Cái độ dày của cái cây này là 7,5 ly. Rồi, cây này mã số 02 bán với giá 500 ngàn. Cây 03, cái cây mã số 3 cũng là một cái cây giao nhật. Cái cây này thì nó cái chất lượng thép và lưỡi của nó cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là tốt luôn. Hai lớp thép chưa mài, mình chưa có mài lên đến cái độ mà nó lên văng giống như Kentana, nhưng mà cái cây này cũng là hàng thủ công của Nhật, hình thức rất là đẹp. Chiều dài, tổng chiều dài của cái cây này thì nó cũng là ở 40,5 cm. Cái cây này cái bản lưỡi của nó cũng là 6 6, dài của cái lưỡi là 16,5, dày của cái cây này, bề dày của nó 8 cm, 80 ly ấy, bề dày cây này 80. Cây này mã số 03 giá 500 ngàn. Số 3 giá 500k. Anh em nào có nhu cầu đi đi hội chạy, đi rừng hay đi phượt gì đó, dùng cái cây này xử lý ở trên đường thì rất là tốt.
Cái này thì nó mài hai mặt lưỡi nha, cho nên rất là dễ sử dụng, giống như cái kiểu của người Việt mình, nó mài hai bên thì rất là dễ sử dụng. Cái thứ ba, cái thứ tư là một cái cây rựa. Cái rựa của Nhật, cây này rựa của Nhật thì nó cũng mài, nó cũng được mài theo hai bên luôn. Mà những cái cây mài hai bên thì nó lại hiếm. Cây này thì mài một bên nè. Nhưng những cái cây mà mài hai bên thì nó ít 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 có lắm, ít có khi xuất hiện lắm, tại bên Nhật người ta sẽ mài được. Thường là mài một bên thôi. Mấy cái cây dao ở đây thì tổng chiều dài nó nói chung, nó hôm nay mình nói chung ở đây thì cây nào nó cũng dài tầm 40 41. Cây này 40 chuẩn. Bản lưỡi 6 6 cm. Bề dày của nó dày ở ngay khúc ngọn là 7 mm nè. Vô trong tới cán là còn 5 5 mm rồi. Cây này của hàng thủ công của Nhật, thép cũng cứng, cái lưỡi rất là tốt luôn. Cây này nè bán giá 450, bán giá 400, cây một cây giá 400 ngàn cho một cây rựa Nhật thì cái giá này cũng là quá là tốt luôn. 04 mã số 004, 400k. Anh em nào có cái nhu cầu sử dụng đi rừng, đi cắm trại, đi câu cá hay là một sử dụng để là đi đi đi, đi rẫy đi rừng gì đó thì anh em liên hệ với mình để chốt giá cái cây này nha. Cây này bán giá 400 ngàn. 400 ngàn là một giá tốt á. Hiện nay trên thị trường không ít có người nào bán cái cây dao tốt như vậy mà 400 ngàn lắm. Cuối cùng là nguyên một cặp. Cuối cùng là nguyên một cặp. Cái này, hai cái này là một cặp nha. Một cặp nha anh em. Đó, một cặp đó. Một hãng thép hai lớp đơn văn đàng hoàng nha. Rồi, ok, mình sẽ lấy thông số của cái cặp này. Cặp này thì dài ba, cái này tổng chiều dài 38. Bề mặt lưỡi 6, 6 là chuẩn nha, ha, 6 cm. Dày 8 mm. Lưỡi 18. Rồi, cặp này tí báo giá. Cây này dài 39 6. Nha, ngang lưỡi sắp nè, nó lên văn này thấy chưa? Cái văn hai môn này nè. Đục. Cái lưỡi của nó là 14.5. Tổng bề dày ở ngay khúc ngọn của cây này là 9 mm. Vô tới cuốn thì còn 8. Cây này là full. Rồi ok, một cặp dao tốt này. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cả một cặp. Mình bán nguyên một cặp hai cây thì giá 900 ngàn, mua lẻ một cây là một cây 500 ngàn. Mua lẻ từng cây thì một cây sẽ là 500 ngàn, mua một cặp này mình được bán giá đầu tiên 900 ngàn cho anh em chơi và sưu tầm. Tại vì chơi nguyên nguyên cặp sưu tầm. Rồi. Cặp 900k. Lấy một cây 500k. Cặp này là mã số 05 và 06. Lẻ một cây 05 500. Lấy một cặp thì mình bán sẽ 900. Rồi. Cùng hôm nay mình chỉ có mấy cây dao giới thiệu đến anh em thôi. Kết thúc cái clip thì cũng xin cảm ơn các anh em ủng hộ. Nếu anh em nào có cái nhu cầu sử dụng á thì liên hệ với cái số điện thoại mình để phía bên dưới phần mô tả thì mình sẽ ship hàng cho anh em. Xin chào và tạm biệt.